Thưa quý vị, ngày hôm nay, mùng 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy với bị cáo là Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS có địa chỉ tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Khi nhắc đến sự hy sinh của ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong phiên tòa này, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Theo cáo trạng vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke ISIS trên phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 6 tầng và một tum để hoạt động kinh doanh karaoke với giấy phép kinh doanh số 66 ngày 5 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy. Tại tòa, bị cáo Hùng thừa nhận muốn cải tạo thêm tầng 7 để tăng số phòng hát cho khách nhằm tăng doanh thu. Quá trình cơi nới cải tạo, Hùng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép trong khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, hùng tiếp tục cho quán hoạt động. Cho đến chiều mùng 1 tháng 8 năm 2022 thì xảy ra cháy tại quán karaoke, hậu quả khiến 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy. Tại tòa, khi đọc cáo trạng tới đoạn nói về giây phút hy sinh của 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nữ kiểm sát viên đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Chứng kiến cảnh tượng trên, nhiều người tham dự phiên tòa đã không khỏi xúc động, xót xa. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát cho rằng đây là vụ án vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Sau đó, Viện Kiểm sát xử lý bị cáo Phạm Duy Hùng nghiêm khắc làm bài học cảnh tỉnh và đề nghị bức án từ 10 đến 12 năm tù. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, tại quán karaoke số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Quán karaoke có quy mô 6 tầng, 1 tum. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến chữa cháy. Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội điều động 4 đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc công an quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phương tiện bao gồm 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe tét nước, 1 xe tải chở phương tiện. Các đội đều đã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Quá trình chữa cháy, 3 cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh. Danh tính 3 cán bộ hy sinh được xác định là đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, đồng chí Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy và binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Với tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm, trước khi hy sinh, các cán bộ chiến sĩ đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Khi các cán bộ chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đất đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống, đè vào người khiến các anh hy sinh. Đến 14 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn, làm thoát khói và chữa Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị khán giả, cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung luôn thực hiện những nhiệm vụ đặc thù, lao động đặc biệt là lao động toàn thời gian, là lao động xương máu, luôn đối diện với những tình huống nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Phía sau sự hy sinh của các anh là sự mất mát của gia đình, người thân, đơn vị. Giữa những muộn bề lo toan của cuộc sống, các anh vẫn dũng cảm nhận về mình những nhiệm vụ nguy hiểm, sẵn sàng lao vào lửa để mọi nhà được an lành, để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên cho người dân. Trong cuộc trò chuyện mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, nguyên Tổng biên tập tạp chí Công an Nhân dân đã hơn một lần bày tỏ cảm ơn sự hy sinh quên mình của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. À, nhắc đến vụ cháy đau lòng ở quán karaoke địa chỉ số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, à, thì tại vụ cháy này chúng ta đã mất đi 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ở à, đây là tổn thất rất lớn và chưa thường xảy ra đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ờ, Vậy thì Thiếu tướng có chia sẻ gì về điều này ạ? Tôi nghĩ rằng là đấu tranh với giặc lửa là cũng hết sức nguy hiểm Bởi vì khi những cái vụ cháy xảy ra thì thường thường bao giờ cũng bất ngờ Và cái hậu quả của nó hết sức lớn Nó không chỉ là làm mất mát cái tài sản, tiêu hủy cái tài sản Mà đặc biệt nguy hiểm hơn là nó, nó <laughs> gây chết người mà sinh mạng tài sản của những người dân với hết sức đột ngột bất ngờ. Thì tôi cũng được biết là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 thì ba chiến sĩ của chúng ta tham gia cái vụ chữa cháy ở Quan Hoa, phường Quan Hoa, thành phố Hà Nội. Thì hy uh, sinh sau khi mà anh em đã cứu được 8 người dân khác ở trong vụ cháy này. Thế nhưng mà cái hy sinh đấy là hết sức đột ngột và bất ngờ. Gồm có đồng chí uh, trung tá Đặng Anh Quân là sinh năm 1977. Rồi Trung úy Độ Đức Việt sinh năm 1998. Rồi đồng chí Binh Nhì là Nguyễn Đình Đình Phúc sinh năm 2003. Tức là đây là đồng chí hết sức trẻ. À, nhưng mà cái hành động của họ phải nói là nó vô cùng dũng cảm. Phải nói sau cái tiếc thương, chúng ta tiếc thương một, gia đình các em tiếc thương hàng trăm lần. Thì cái, cái, tôi cảm giác tôi rất là cảm phục cái tinh thần của các em. Có lẽ là cái, cái em là những người được giáo dục mà được bồi dưỡng được giáo dục được dạy dỗ ở trong một cái gia đình để làm người tử tế và khi vào lực lượng công an thì đứng trước những cái 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 đám cháy mà các em tưởng tượng có tiếng kêu khóc hay có tiếng kêu cứu ở trong cái đám cháy đấy thì các em không thể đứng một chỗ được và phải thực hiện nhiệm vụ lao vào lửa để cứu người dân và rõ ràng là chúng ta các em đã cứ cứu được tám người dân rồi đó. nhưng mà sau đó thì có những cái hành động bất ngờ những cái tình huống bất ngờ ở trong cái vụ cháy đấy mà ba cái em bị hy sinh thì tôi nghĩ là chúng ta cứ tưởng tượng xem đứng trước một đám cháy mà có những người dân của mình bị mắc ở trong đấy thì không một chiến sĩ phòng cháy nào kể cả đang rất trẻ có thể đứng nguyên tại chỗ được mà phải lao vào lửa và thực hiện nhiệm vụ và các em hy sinh nhưng mà hy sinh đấy mà hết sức anh hùng đây là những cái tôi nghĩ là hành động của các em tuy còn rất trẻ nhưng đấy là những cái hành động anh hùng, đấy. cho nên là chúng ta lại càng thấm cái sự hy sinh đó, nhiều khi là chúng chúng ta phải đổi cái hy sinh ấy để cứu sống những người dân khác, mà cái sự hy sinh ấy đã ươm mầm những cái điều tử tế, ươm mầm cái tình cảm của người dân, của lòng người dân đối với không những là đối với các đồng chí chiến sĩ chữa cháy mà đối với cả lực lượng công an. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng trong cái những cái vụ cháy như thế, lúc nào nó cũng bất ngờ à, và nó hết sức nguy hiểm. À, trong khi mà người chữa cháy, người bị cháy, người mắc nạn thì chạy ra, thì các đồng chí chữa cháy lại nhảy vào lửa. Làm sao mà chúng ta chủ động được là để hạn chế, sáng tạo những cái giải pháp, biện pháp để làm sao hạn chế được cái hy sinh, mất mát, cái rủi ro của anh em phòng cháy chữa cháy. Tôi nghĩ muốn thế là phải là thứ nhất là người lãnh đạo chỉ huy là cũng phải tinh thông được nghiệp vụ phải sáng tạo anh em cũng thế phải chỉ đạo anh em một cách sáng tạo có bản lĩnh có bản lĩnh dũng cảm rồi nhưng mà phải sáng tạo điều thứ hai là phải đầu tư uh, cấp trên lãnh đạo cũng phải đầu tư những phương tiện hiện đại để chữa cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy để giúp đỡ anh em trong những cái tình huống mà những vụ cháy lớn không thể dùng sức người được và đặc biệt là cái sự giúp đỡ của nhân dân, nhân dân cũng phải giúp đỡ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bằng những cái cái cái, cái ý thức cảnh giác, bởi khi nó cháy rồi thì không có ai có thể thể thể, thể kịp thời được bằng 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 các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cả, mà khi lao vào lửa rồi, à, khi đã dũng cảm lao vào lửa rồi thì không biết những cái rủi ro nào có thể xảy ra, mà khi mất mát rồi thì thì chúng ta chỉ tiếc thương thôi, nhưng mà gia đình, đồng đội, ngành rất thiệt rất thiệt thòi mất mát những cái chiến sĩ mà phải nói là rất dũng cảm mà tuổi trẻ đang còn căng đầy những ước mơ thì điều đấy tôi nghĩ là là cái 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 cái, cái suy nghĩ của những người mà lãnh đạo phòng cháy chữa cháy nói riêng và lãnh đạo các cấp của công an nói nói chung ờ, chắc là khi mà những chiến sĩ này ở uh, có suy nghĩ À, bước vào hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân hay là cảnh sát nhân dân thì họ đã đã lập lời thề đúng không ạ rằng là sẽ phụng sự hết mình cho tổ quốc cho nhân dân à, và họ cũng đã lường trước được rằng là khi mà đứng vào hàng ngũ cảnh sát hay là công an nhân dân thì sẽ phải đối mặt với những hiểm nguy những cái nguy hiểm rình rập à, tuy nhiên thì mặc dù là như thế nhưng mà sự hy sinh của họ cũng để lại những cái mất mát quá lớn mà thực sự là nhắc đến bây giờ thì bản thân tôi cũng cảm thấy thực sự là rất là xúc động trước những sự hy sinh này và vậy thì trong ở uh, chữa cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì uh, sẽ phải đối mặt với những cái mối nguy hiểm như thế nào uh, và có ký ức nào về những cái cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà đến bây giờ thiếu tướng vẫn nhớ mãi không? ạ Tôi đã từng đã đến tham quan và làm việc với cục phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ của bộ công an và ở đấy có một cái phòng lưu lại những cái kể vật cũng như là cái những tấm gương anh hùng những cái hy sinh của nhiều đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy của toàn quốc rất nhiều hình ảnh và con người sự kiện gây cái xúc động thì tôi chỉ có ấn tượng mới đây thì tôi có ấn tượng cái đồng chí đỗ đức việt là cảnh sát phòng cháy chữa cháy mà hy sinh ở quan hoa Thấy được đồng chí sinh năm 1998 còn rất trẻ và bố đồng chí đấy cũng là trong lực lượng công an dân mà ai cũng biết cái nghề phòng cháy chữa cháy cái công việc làm cái được là nguy hiểm người bố có thể là có thể tranh thủ những cái quan hệ của mình để xin cho con không phải làm phòng cháy chữa cháy cái đây là một nghề hết sức nguy hiểm thế nhưng mà không người bố đấy đã um, tôn trọng cái nguyện vọng và cái ý thức của người con trai và thích làm phòng cháy chữa cháy mà phải nói là trước khi một cái người lính trẻ như là hy độ đức việt hy sinh thì trên mạng xã hội cũng như là các chị cũng đều biết hình ảnh của em Việt một người rất trẻ sinh năm 98 mươi mà có những hình ảnh ví dụ như là là một cái người công an rất là đẹp hồn nhiên đẹp tốt bụng tử tế đi qua đang đi làm đi xe máy thấy một người già đang gánh một cái gánh đi qua đường dừng lại để có thể giúp đỡ người già ấy đi qua đường mà thậm chí trong một cái vụ chữa cháy trong quay về nhìn thấy một cái con chó nhỏ chú chó nhỏ mẹ chính là việt cùng với đồng đội mình đã cứu ở một cái đám cháy à, và cái hình ảnh một người lính của chúng ta công an phòng cháy của chúng ta đứng thâm tâm sự với chú cháu nhỏ này bạn cậu có phải là đang có thai không à, và những âu hiếm nhìn một cách một cái hành động mà tôi thấy là rất là hiếm có ở cả thế giới này đối với cảnh sát chứ không phải chỉ ở việt nam chúng ta đâu một người yêu con vật như thế một người yêu con người như thế thì cái hành động của họ mà cứ lao vào lửa để cứu dân thì tôi nghĩ đến một hành động tự phát của một cái người tử tế thì đấy là một cái những gây cho tôi một cái cảm xúc hết sức đặc biệt và nhiều đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa cháy khác ở thành ở hà nội có hai ba người khác nữa à, có những người đi khi chữa cháy về à, thì bị bỏng toàn toàn thân thế và nằm hai năm ở bệnh viện để được cấy ra À, rồi có những người chiến sĩ phòng cả cảnh sát phòng cháy là là bị 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 trong lúc diễn tập để mà chúng ta bảo vệ cái hội nghị quốc tế này, thì bị 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 chấn thương sọ não à, tất cả những cái điều ấy nhưng mà anh em đều là những cái người mà phải nói là vươn lên ý thức vươn lên và vì tập thể vì cái công việc thì đấy là một những người trẻ mà có tác dụng là còn 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 tác dụng còn còn gây cho chúng tôi Uh, những cái học tập tinh thần của những người trẻ đấy. Ở nhắc tới cái uh, vụ cháy đấy thì tất nhiên rồi ạ chúng ta đều cảm thấy vô cùng xúc động. Những cái năm tháng đấy không một ai có thể quên được rằng là khắp các trang mạng xã hội đều tràn ngập hình ảnh của ba cán bộ chiến sĩ uh, nhìn cái uh, chỗ ngủ của uh, đội trưởng uh, đội uh, cảnh sát chữa cháy vào cái thời điểm đấy, uh, cái giường của anh ấy vẫn đang rất là gọn gàng ngăn nắp giống như là đang chờ anh ấy quay trở về. Uh, rồi hình ảnh của uh, Cháu xin lỗi ạ hình ảnh của bạn việt uh, với cái chú chó nhỏ đấy thì uh, thật ra là với một uh, chú chó như thế mà bạn ấy vẫn sẵn sàng lao vào biển lửa để cứu thì chắc chắn rồi ạ Ở trong cái vụ cháy ở quan hoa đấy khi mà nghe tiếng uh, kêu cứu thất thanh của những người cùng là đồng bào với mình thì chắc chắn là bạn ấy sẽ không thể chối từ được mà lao vào biển lửa đúng không ạ uh, và kể cả là người lính trẻ tuổi nhất là bạn phúc uh, thì cháu được biết rằng là uh, mẹ của bạn ý À, là chỉ có duy nhất bạn ấy là con trai và bạn ấy chỉ có sống với mẹ thì uh, như là thiếu tướng vừa chia sẻ uh, thì bạn ấy đã được nuôi dạy bởi một người mẹ tử tế như thế nào uh, bởi một trái tim yêu thương ra làm sao để có thể sinh ra mấy cậu con trai mà sẵn sàng hy sinh thân mình ở một cái độ tuổi rất trẻ như thế uh, có cả một cái tương lai phía trước uh, để có thể cứu giúp những cái người mà đang gặp hoàn nạn trong cái vụ cháy ở Quan Hóa. Phải nói là các em là những người rất trẻ mới uh, vào lực lượng tham gia lực lượng công an chưa được rèn luyện chưa được giáo dục một cách kỹ càng à, chưa được rèn luyện nhiều thế nhưng mà qua cái việc này chúng ta thấy là cái cảm ơn cái truyền thống gia đình cái sự dạy dỗ của người mẹ người bố à, đã đào tạo và, 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 và giáo dục rèn luyện học hành để tạo nên một cái con người tử tế sinh ra một con người tử tế hoàn thiện để trao cho lực lượng công an nhân dân đấy là một cái truyền thống rất là đẹp mà trong những nhiều cái gia đình ở Việt Nam có nhiều thế hệ là cán bộ tham gia lực lượng công an họ là từ từ trong gia đình từ trong cái nét này ấy, hình thành đến cái truyền thống của những cái chính trị công an thì đó tôi nghĩ là và một cái việc mà 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 từ cái ngôi nhà đấy ngôi nhà của những người chiến sĩ công an ấy là phải được phát huy phải được tôn vinh ở trong nhiều gia đình Việt Nam Thưa quý vị, gần 79 năm qua, truyền thống cao quý vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn lặng lẽ trẻ trong huyết quản của những chiến sĩ công an nhân dân. Và có lẽ để nói về những hy sinh, những công hiến của lực lượng công an, không có giấy bút nào có thể khắc họa được hết. Có những giây phút sinh tử của người lính ngay giữa thời bình, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng cao quý có những người hùng mà không phải ai cũng biết mặt nhớ tên và đằng sau tất cả những sự hy sinh ấy chúng ta có quyền tự hào về họ những chiến sĩ công an nhân dân